Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mặc dù đường xá xa xôi, đa đo Phật sự, nhưng Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni đã dành những thời gian quý báu nhất để về tham dự đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa An Lạc của chúng ta. Trong số đó thì có Thượng Tọa Thích Minh Nguyện trụ trì chùa Phước Sơn ở Modesto. Thầy cũng đã về đây tham dự và muốn cống hiến đến quý vị một bài thơ nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay chào đón thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử thân thương của chùa An Lạc. Hôm nay là một ngày hiếu, cho nên thầy nhớ về mẹ, cho nên ngâm bài thơ nhớ mãi lần rốt mẹ. Để một điều có hiểu tất cả quý vị đang có mặt trong chùa An Lạc hôm nay, tức là những người có hiếu, quý vị đi chùa, quý vị phải dẫn con em thế hệ con cháu của mình, dâu rể cũng phải đi chùa nữa, đó dạy cái đạo hiếu cho con cháu của mình để nuôi dưỡng cái tâm hiếu. Vì đạo Phật là đạo hiếu, hiếu hành vi Phật hành, hiếu danh vi giới, tức là mình giữ cái tâm hiếu, tức là mình đã giữ được giới của Phật dạy. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng ta đạo hiếu, một người con có hiếu, đại hiếu, đó, tức là cũng như ngài đại mục Kiền Liên. Thầy xin kể một cái câu chuyện hiếu để quý vị nghe. Thưa quý vị, chùa Từ Hiếu Huế là một cái ngôi chùa của cổ đại lão Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Ngài Tổ Sư Thích Nhất Định đã sinh ra một vì thầy, đó là thầy Thích Nhất Hạnh. Ngôi chùa Từ Hiếu là được Tổ Sư Nhất Định khai sơn ở với mẹ già. Mà thưa quý vị, chỉ cuộc đất trồng rau trồng khoai để sống mà thôi, có ba người đệ tử nữa đó. Cho nên mẹ già đông yếu, mẹ già bình tật ổn đau, cho nên ăn thì không đủ sức dinh dưỡng, ăn rau, ăn khoai, ăn sẵn hơn gần 200 năm rồi thưa quý vị, ngôi chùa Từ Hiếu. Cho nên một lần đó mẹ già của Tổ Sư Nhất Định bị bệnh rất là nặng, cho nên tất cả những danh y đều được mời về để khám, để bắt mạch, để trị bệnh cho mẹ của ngài Nhất Định. Thì các danh y nói rằng mẹ của ngài ấy do ăn uống không đủ dinh dưỡng, ngài nên nấu cháo cá hay thịt gì đó để nuôi mẹ, để về giúp cho mẹ mình có được phục hồi sức khỏe. Thì ngài Nhất Định đã đi mò từng cánh củi ở trong rừng thông Từ Hiếu, đồi thông Từ Hiếu, đó là giống như một cái thảo am thôi thưa quý vị. Ngôi rừng, ngôi chùa được ở trong rừng, và đi mò những cành củi và gắn về chùa với người, để bán đi một cành củi đó và khất thực một con cá, tức là mua một con cá và xách trên cánh tay ung dung tự tại đi từ chợ để người về và nấu cháo cá đó cho mẹ mình dùng. Thưa quý vị, câu chuyện đó đã được dẫn đến và là tai vua, vua Từ Đức. Thưa quý vị, vua Từ Đức là một trong những vị vua mà có hiểu về mẹ. Có lần vua đi săn, vua Từ Đức là có cái thú gọi là đi săn bắn. Thưa quý vị, đi vô rừng săn bắn, đi một cơn bão, cho nên phải ở qua đêm để cho mẹ mình ở nhà, lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Qua cơn mưa bão trở về, vua Từ Đức đã nằm trên giường và cầm cái roi
đưa cho mẹ. Đó là một người con người đã làm cho mình, mẹ mình lo lắng sợ hãi. Cho nên bạn là thưa quý vị, biết nhận lỗi cũng cũng là ngoan, thưa quý vị. Đó thành cái câu chuyện đó để quý vị thấy một vị vua mà phải ngâm xuống để mẹ đánh ba rồi. Thì câu chuyện mà ngài nhất định đã nấu cháo được lan truyền đến vua Tử Đức, và ngài cho những vị cẩn thận để điều tra câu chuyện đó thật hư như thế nào, thì ngài nhất định là đây là cái đạo hiếu của chúng tôi. Chúng tôi làm hết cái tấm lòng của mình để nấu nồi cháo cả cho mẹ mình, và câu chuyện đó đích thực như vậy. Và vua Tử Đức đã ban tặng, sắc tặng cái bãi hiệu chùa gọi là Từ Hiếu Từ. Từ là cái lòng từ, cái đạo đức của mình. Hiếu có nghĩa là lòng hiếu kính của một người con kính dâng lên mẹ mình. Và vua ngài Thiền Miên gọi là nhà thơ, gọi là Thiền Miên Miên Thẩm đã làm hai câu thơ nhiều câu lắm, nhưng mà thầy nhớ hai câu rất là hay, cho nên thầy xin đọc tặng để gọi là bài thơ này khen tặng ngài nhất định. Tức là ai đại đường giữa phố phường sa mạc, ai ung dung sắp cả giữa ban ngày. Tức là một vị thiền sư ta vượt qua những cái chuyện mà gọi là giới lục, không quan trọng nữa, ung dung tự tại đi giữa đường và sắp có cả rồi, đích thân làm việc đó để nấu cháo cả cho mẹ mình dùng. Cho nên bài thơ là tuyệt vời lắm. Và hôm nay thầy xin tặng đến quý vị là những người có hiểu bài thơ Nhớ Lần Roi Mẹ. Mời quý vị lắng nghe. Lần rồi con vẫn nhớ lần rồi mẹ dắt con qua ngưỡng cửa trời rồi đâu im lặng con không không chỉ thấy mẹ yên
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy một cái câu chuyện của thầy Thích Minh Nguyện mà kể về cái đạo lý của chúng ta thấy cao cả mà. Dạ. Chúng con rất là cảm ơn thầy qua một cái bài pháp giảng. Nó mang một ý nghĩa rất là lớn trong cuộc đời của một con người về đạo hiếu, cũng như là bài ngâm thơ của thầy. Chúng con kính niệm ơn thầy đã từ bi cho chúng con một bài pháp rất là ý nghĩa. Chúng con xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy Pháp Thầy Khai Nam chúng sinh chỉ độ và Phật sự chùa Phước Sơn luôn luôn được viên mãn. Nam mô công đức lâm bồ tát ma ha. Tuy nhiên là thầy có ba người đệ tử Mỹ và đây là người đệ tử thứ ba. Ivan, you can bring the power to offer to our Lam Temple today, please. Before the airport, she is a Buddhist nun. She is the established temple. So. Congratulations, and we can offer the Buddha to Anlap Temple. Thank you very much. Kính cảm ơn thầy và cũng xin chúc mừng sư bà được một cái cành hoa tươi. Chúng con cũng hy vọng rằng sư bà cũng luôn luôn tươi như những cành hoa này á. Họ mạnh nguyên trường để dù dắt chúng con tiếp tục trong con đường tu tập hướng về để giác. Nam mô A Di Đà Phật.